Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau khi hạ được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FEC. FEC là công ty tỷ đô. Việc Trung ương xé bỏ lệnh trừng phạt trước đó để bắt giam ông Trịnh Văn Quyết được xem là tiếng súng lệnh cho Bộ Công an tấn công của tập đoàn này. Khi cừu được vỗ béo đủ lớn, đủ ngon thì người ta mới thịt và chúng đưa lên bàn nhậu. Không khó để nhận ra Trung ương đã muốn tấn công mạnh vào FEC. Vì thế, họ không chỉ dừng lại ở việc bắt ông Trịnh Văn Quyết, mà còn muốn tấn công mạnh và sâu hơn vào tập đoàn này. Việc bắt bớ nhân vật chủ chốt của FEC, dù bằng ban quản trị của tập đoàn này đã đề cử người thay thế ông Trịnh Văn Quyết, nhưng thực tế cho thấy nội bộ tập đoàn này đang rất bất ổn. Áp lực đến nỗi vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, hai thành viên của ban kiểm soát FEC xin từ nhiệm. Tuy tập đoàn FEC đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty của ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng vì lý do cá nhân, nhưng thực chất đang có áp lực rất lớn, đè nặng đến từng cá nhân của những người có quyền trong tập đoàn này. Lê Đình Hành, hai người trong ban thanh tra tập đoàn xin từ nhiệm. Cách đây không lâu, FEC cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, tập đoàn này ban hành nghị quyết về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 23 tháng 3 để tham dự đại hội hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2022. Thực tế, tập đoàn FEC đang phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Tại phiên họp thường niên sắp tới, FEC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, tập đoàn FEC cũng có văn bản công bố thông tin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thông tin được FEC công bố bao gồm: xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm vào năm 2022 chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và hủy ngày 23 tháng 3 năm 2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, thì phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã truy đến cùng những hoạt động của FEC. Thực tế, FEC đã nợ thuế quá hạn 90 ngày, nhưng tại sao lúc ông Quyết chưa bị bắt, chính quyền không nhắc, nhưng đến khi ông bị bắt thì lại truy? Được biết, Trịnh Văn Quyết là người đứng đầu và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phong tỏa tài khoản ngân hàng trong 2 tuần và cưỡng chế 124,8 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết sau khi bị bắt, cơ quan thuế truy thu thuế đến cùng của tập đoàn FEC. FEC bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại 11 ngân hàng từ ngày 30 tháng 3 năm 2022. Cho đến ngày 13 tháng 4, Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Sương mới ban hành văn bản mở phong tỏa tài khoản tiền gửi của FEC. Dậu đổ bìm leo, khi Trung ương quyết định tấn công FEC thì các cơ quan công quyền ở tầng thấp hơn cũng đồng loạt tấn công theo. Được biết, Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Sương đã ban hành 11 quyết định trong ngày 30 tháng 3 năm 2022 đối với FEC. Đến ngày 15 tháng 4, FEC mới bổ sung thông tin về các quyết định cưỡng chế thu thuế. Theo đó, 11 quyết định của Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Sương đều là về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với FEC mở tại 11 ngân hàng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Danh nguyệt nào cũng vậy. Hoạt động tốt hay không là do ngân hàng cung cấp vốn hoặc tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường chứng khoán. Nguồn vốn dồi dào, công ty hoạt động tốt và từ đó họ đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì FEC bị bao vây tứ phía. Các ngân hàng cũng siết lại các khoản cho vay với tập đoàn này. Sở thuế thì truy thu không nương tay. Tập đoàn FEC đang trong tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết. Lẽ ra, với những doanh nghiệp như FEC cần phải được chấn chỉnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm như thế, nên để khi doanh nghiệp
quá lớn rồi mới triệt hạ. Hành động này rất nguy hiểm cho nền kinh tế của Việt Nam, vì FSC ngã thì có thể rất nhiều ngân hàng cũng sẽ đổ theo. Đấy mới là điều đáng quan ngại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính đến đàn em 5 cam thay tên đổi họ, mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng là gì? Suốt một năm, bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng phát hình trực tiếp livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên và nhiều người có liên quan đến ông thầy lang này. Và chứng kiến những buổi phát hình trực tiếp và cách ăn nói không kiêng nể ai, bà Hằng đã thể hiện bản thân là một chị đại. Nhiều người dị ứng với lời bà Hằng không phải vì họ bênh các nghệ sĩ và lãnh đạo thành phố, mà đơn giản người ta không thể chấp nhận cách ăn nói của bà. Thực tế, nhiều người biết bà Hằng từ khi bà còn là CEO của công ty Đại Nam và nghĩ rằng tên của bà xưa nay vẫn như vậy. Tuy nhiên, khi bị bắt thì quá khứ của bà Hằng rất khác và tên bà cũng không phải là Nguyễn Phương Hằng như ngày nay. Đây là hình ảnh trước kia bà Nguyễn Thị Phương Hằng có tên khác hẳn. Vào ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Võ Minh Điền, chủ kênh YouTube Điền Võ Vlog, để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, viết tắt là PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi phát hình trực tiếp xúc phạm danh dự, uy tín của người khác, gồm các ông, bà và chủ các kênh YouTube như Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Hà Lê, Hoàng Nhi, Anh Nông Dân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo điều số 331 của Bộ luật hình sự vào năm 2015 đã sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Khi điều tra, tất nhiên cơ quan điều tra phải tập trung lý lịch tư pháp bị can Nguyễn Phương Hằng. Và việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, thân nhân của người thực hiện hành vi phạm tội. Và kết quả điều tra cho biết bà Nguyễn Phương Hằng từng mang tên là Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, người từng đứng ra tố cáo Đỗ Đạt Giang, một nhân vật khá thân tín của chùm xã hội đen Năm Cam cách đây hơn 20 năm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Đây là hình ảnh Đỗ Đạt Giang, đàn em của ông chùm Năm Cam khét tiếng. Vào năm 2002, theo kết luận điều tra về chuyên án Năm Cam, bà Tuyền có quen biết với ông Đỗ Đạt Giang từ năm 1996. Năm 1997, bà Tuyền thuê nhà số 21/15A, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình để ở và sinh sống như vợ chồng với Đỗ Đạt Giang. Sau đó, bà Tuyền mua lại căn nhà thuê trên với giá 52 lượng vàng. Được biết, trong thời gian sống chung, ông Giang thường đánh đập bà Tuyền nên bà Tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của bà. Ngày 8 tháng 1 năm 1998, ông Giang buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên Giang và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam, ông Đỗ Đạt Giang bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Đỗ Đạt Giang về tội cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, quá khứ bà Nguyễn Phương Hằng có dính đến đàn em của Năm Cam, lý lịch dính dáng đến xã hội đen có lẽ là điều mà bà Hằng không muốn chăng. Vào năm 2010, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã đổi thành Nguyễn Thị Phương Hằng. Được biết, Đỗ Đạt Giang là một người được sinh ra trong một gia đình quyền thế, không phải có gốc là giang hồ. Như anh rể là Đinh Văn Được, tức là Sáu Được, người cũng bị truy tố chung với Năm Cam cách đây hơn 20 năm, thì Đỗ Đạt Giang tiếp cận được với ông trùm Năm Cam. Nhờ sự liều lĩnh, ông Đỗ Đạt Giang được xem là người hộ vệ cho ông trùm. Như vậy, kể ra, Đỗ Đạt Giang cũng là một giang hồ có số có má thời đầu những năm 2000. Đây là hình ảnh
bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện nay, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, cũng có tin cho biết bà Hằng có biệt danh là Hằng Canada. Tuy nhiên, gốc bà có ở Canada thật hay không thì lại là một vấn đề khác. Với cái tên Hằng Canada như thế, nào chẳng khác phải cần phải chờ cơ quan điều tra kết luận tiếp. Và việc đổi tên là vì lý do gì cũng cần phải chờ cơ quan điều tra cho biết thêm. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng còn đang đào sâu phần điều tra, sẽ có rất nhiều cá nhân liên quan và vụ án không chỉ dừng lại ở việc phát hành trực tiếp livestream. Và chúng ta hãy chờ thêm Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý vụ án này đến đâu.